Trong video lần này mình sẽ vọc vạch em này một chút và mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái tip sử dụng cái em action cam này anh em nhé. Một số các cái thứ nó ẩn khá là sâu ở bên trong và chúng ta sẽ phải mày mò chúng ta tìm ra. Thì mình là một trong số những người may mắn được trải nghiệm sớm cái chiếc camera này. Chính vì thế mà mình sẽ hướng dẫn cho em một số các cái tip cơ bản cũng như là sử dụng quay làm sao để nó tối ưu ở các cái môi trường mà chúng ta thường xuyên sử dụng hàng ngày, và làm sao để có thể tiết kiệm pin và tiết kiệm dung lượng thẻ nhớ nhất. Thì hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video này anh em nhé. Ok, thì cái tip đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm sao để quay nó tiết kiệm pin trước đi nhỉ. Thì với cái cách để quay tiết kiệm pin làm sao nó cho cái chiếc máy của chúng ta được tiết kiệm pin nhất ấy, thì theo mình, theo một quá trình mà mình đã từng trải nghiệm ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ chỉ nên quay ở khoảng Full HD hoặc là 4K mà thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải set cái góc nhìn làm sao cho nó phù hợp nhất để về chúng ta đỡ phải scale lại, thì cái video của chúng ta nó vẫn trong ta một cái chất lượng nó rất là ngon với Full HD hoặc là 2,8K anh em nhé. Thường thì mình sẽ chỉ quay ở 2,8K ở các cái điều kiện như là ví dụ như là mình di chuyển ở ngoài trời chẳng hạn, mình đi xe máy, mình quay cái hành trình của mình thì mình sẽ quay ở 2,8K và 30 fps. Thì lúc này cái khung hình nó sẽ rất là chân thật và nó vẫn rất là sắc nét nữa. Chúng ta thậm chí có thể zoom vào khá là cận cảnh. Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách set trước nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bật máy lên này. Đấy. Thì với cái chiếc máy của chúng ta ở chế độ màn hình chính này thì chúng ta có thể quan sát ở cái màn hình chính. Chúng ta có thể thấy rằng là cái biểu tượng tốc độ khung hình cũng như là độ phân giải ở dưới này. Đấy, góc nhìn ở dưới này, chúng ta ấn vào đây thì chúng ta có thể set được 3 chế độ chính ở đây. Thì với 3 chế độ chính này, mình sẽ coi như 3 chế độ này là 3 chế độ chúng ta thường xuyên sử dụng nhất nhé. Thì chế độ mà nếu mà chúng ta muốn quay hành trình dài, chúng ta thường xuyên ấn máy và để cho nó quay liên tục, thì anh em hãy để là Full HD và 60 fps ở góc nhìn rộng. Đấy, thì có thể bấm và quay liên tục, thì lúc này góc nhìn nó sẽ khá là rộng cho chúng ta. Tiếp theo nữa, nếu mà chúng ta hoạt động ngoài trời, đấy, anh em hoạt động ở ngoài trời, anh em quay một số các hoạt động như là vui chơi, chạy nhảy hay là bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá cái thứ đấy, thì anh em có thể chọn cái chế độ là activity, hoạt động ở đây. Thì mình thường mình sẽ để là 2,7K, đấy, mình nhớ nhầm đấy, 2,7K anh em ạ. 2,7K và 60 fps. Đây, 2,7K 60 fps. Ở góc nhìn là Super View, tức là góc nhìn siêu rộng ấy. Và tiếp theo chế độ Hyper Smooth thì mình sẽ để là standard thôi, chứ mình sẽ không đẩy lên là boost. Nếu mà để lên boost ấy, thì mình thấy là nó cũng không tối ưu lắm so với cả standard. Anh em thích thì anh em có thể đẩy lên boost được, nhưng mà khi mà chúng ta gắn vào cơ thể chúng ta và chúng ta hoạt động ấy, thì cái độ zoom nó sẽ là vừa đủ, nó vẫn cho chúng ta một cái trải nghiệm hình ảnh nó khá là chân thực anh em ạ, và nó sẽ không bị zoom, không bị nhòe hình đâu. Dưới này thì sẽ là một số các cái setting khác của máy này. Tiếp theo là về cinematic, thì anh em có thể để ý rằng là với cinematic ấy, thì anh em sẽ sử dụng cái máy này như kiểu là một chiếc máy quay cầm tay vậy. Chúng ta quay nó được nét hơn này và chống zoom tốt hơn so với cả những chiếc máy quay khác. Chính vì thế mà mình sẽ để lên là 4K và 30 fps thì nó sẽ cho chúng ta một cái tốc độ khung hình nó khá là cinematic anh em ạ. Về góc nhìn ấy, thì mình sẽ chỉ để xuống wide mà thôi. Hay là một số anh em nào muốn mà cinematic hơn, một góc nhìn nó chân thực, nó đẹp hơn nữa thì anh em hãy để về linear. Thì lúc này nó sẽ ở cái tiêu cự ống kính là 19 tới 39mm. Và lúc này thì anh em để ý rằng là các cái đường viền nó sẽ không bị bo cong nữa, mà lúc này thì các đường viền của nó khá là thẳng. Đây anh em có thể quan sát trong máy quay này. Đấy, các cái đường viền như là cái viền màn hình laptop của mình nó khá là thẳng này. Đấy, hay là viền bàn lúc này thì nó được nắn lại rất là thẳng anh em ạ. Chính vì thế mà nó sẽ cho chúng ta một cái chiếc máy quay phải nói là khá là cinematic, đúng không nào? Đó là gọi là 3 chế độ chính mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất. Thế còn ví dụ là anh em muốn thêm vào đây một cái chế độ sử dụng như kiểu là anh em muốn set up highlight đi, ví dụ là anh em muốn quay đi đường, anh em không muốn bấm máy liên tục mà anh em chỉ muốn quay highlight thôi, thì mình sẽ hướng dẫn cho em một cái cách để có thể set up quay highlight tiện nhất ở trên chiếc GoPro này anh em nhé. Đầu tiên anh em ấn vào dấu cộng ở dưới này. Đấy. Đầu tiên thì khi mà anh em ấn vào đây thì nó sẽ hiển thị lên đây là mode video, thì video sẽ quay liên tục và ở cái độ phân giải lên tới là 5K, đúng không ạ? Còn bên dưới này thì nó sẽ là chế độ looping. Thì với chế độ looping này nó sẽ cho phép chúng ta tiết kiệm cái dung lượng thẻ nhớ hơn và nó sẽ chỉ quay ở trong một cái khoảng, ví dụ là chúng ta bấm máy quay liên tục nhưng mà nó sẽ chỉ chọn ra những cái đoạn highlight mà thôi. Còn đâu thì những cái đoạn còn lại mà không có hành động gì thì nó sẽ hoàn toàn nó ngắt hết anh em ạ. Đấy. Thì mình sẽ không chọn chế độ looping này. Nếu mà looping này anh em sẽ chỉ gọi là đặt máy ở một chỗ thôi, quay tĩnh thôi, và nó sẽ chỉ lưu lại những cái đoạn có highlight thôi anh em nhé. Còn với bên trên này, chế độ video này thì sẽ là cái chế độ mà mình khuyến khích anh em sử dụng nếu mà anh em muốn quay highlight trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Ok, mình sẽ chọn vào đây video. Tiếp theo ở cái độ phân giải này thì mình sẽ chọn tùy anh em, mình sẽ chọn là 2,7K hoặc là 4K tùy anh em nhé. Thì mình sẽ chọn 2,7K và 60 fps này. Ok, về cái góc nhìn ấy, thì mình sẽ để là góc nhìn rộng. Ok, ngoài luôn. Tiếp theo nữa, ở bên dưới này nó có một cái chế độ mà mình thấy rất là hay ho đây, cái chế độ là hai size. Thì đây anh em có thể quan sát kỹ vào đây, hai size này. Đấy, cái chế độ này tức là gì? Cái chế độ này nó sẽ cho phép chúng ta thu lại từ 15 giây cho tới 30 giây trước khi mà chúng ta bấm máy cơ. Tức là khi mà chúng ta gắn máy ở trên đầu này hoặc là trên ngực này và chúng ta di chuyển này, thì nếu mà chúng ta không quay ấy, thì với hai size này nó sẽ tự động nó lưu lại tới tận 30 giây trước khi mà chúng ta bấm máy anh em ạ. Wow, rất là thông minh đúng không nào? Đây là một chế độ mà mình cảm thấy rất là hợp lý. Bởi vì sao ạ? Nếu mà anh em đang di chuyển ở trên đường và anh em thấy một cái gì đó, highlight gì đó, và anh em chưa kịp bấm máy, nó lỡ nó trôi qua mất, thì với hai size này nó đã lưu lại cho chúng ta rồi. Và lúc này chúng ta hãy nhanh chóng bấm vào nút quay ở trên này, anh em bấm luôn Quick Capture luôn, thì máy nó sẽ lập tức nó lưu lại khoảng 30 giây trước đó và nó sẽ tiếp tục quay cái video này. Quá là thông minh đúng không nào anh em? Và mình cảm thấy đây là một cái chế độ mà đáng tiền nhất ở trên chiếc GoPro Hero 10 này. Trên Hero 9 thì mình nhớ không nhầm thì cũng có thì phải anh em ạ. Ok, hai size thì chúng ta sẽ set vào đây là 30 giây anh em nhé, cho nó lâu, cho chúng ta có thể gọi là dễ dàng lưu lại highlight của chúng ta đấy. Rồi xem là bên dưới này sẽ có thêm những cái chế độ gì nữa. Ok, đây sẽ chỉ là một số cái setting thêm mà thôi. Thì nếu như mà anh em đi quay tối ấy, anh em quay buổi tối ấy, quay buổi tối là nhiều ấy, thì anh em hãy để cái ISO max này nó cao hơn một chút, ví dụ lên 6400 đi. Còn nếu mà anh em quay ban ngày ấy, anh em không muốn bị cháy sáng hay là shot hình của chúng ta trông chân thực hơn, thì anh em để xuống 800 hoặc là 600 mà thôi. Ok, thì mình sẽ để 800 anh em nhé. Tiếp theo là cái color này, nếu mà anh em thích setup về màu sắc, quay về có thể chỉnh sửa màu sắc cái thứ cho nó đẹp ấy, thì anh em có thể để các cái loại định dạng màu đây. Đây là các cái profile màu anh em nhé, có sẵn, ví dụ là vibrant này, hay là neutral này, hay là flat này, đấy, thì chúng ta có thể tùy chỉnh ở trong này. Thì mình thấy rằng là các profile này màu nó cũng khá là đẹp mắt cho chúng ta. Ok, mình sẽ cứ để mặc định đi, neutral đi. Và như vậy là đã xong, và như vậy là chúng ta đã setup xong rồi nhá. Bây giờ để mà hoàn tất thì anh em hãy ấn vào cái nút tích V ở bên trên này. Đấy, cũng như là anh em đặt cho mình một cái chế độ, một cái tên của cái preset này. Đấy, thì thôi mình cứ để xe đạp đi nhỉ, nó cũng giống nhau. Đấy, mình sẽ để xe đạp đi. Ok, rồi, thế là xong. Tiếp theo là một vài các cái tip nhỏ nữa. Ví dụ như là anh em muốn quay ở trong phòng chẳng hạn, anh em muốn không muốn ảnh hưởng tới người khác, thì anh em có thể tắt cái tiếng pip pip của nó đi. Đây, anh em ấn vào đây, nó lập tức nó tắt cái tiếng bíp đi, và lúc này chúng ta có bấm cái gì chăng nữa thì máy cũng không phát ra bất kỳ một cái âm thanh gì cả anh em ạ. Còn bên cạnh đây cái biểu tượng con thỏ đây là Quick Capture. Đấy, Quick Capture này thì nó cho phép chúng ta bấm quay ngay khi tắt máy đấy. Thì mình luôn luôn mình để bật chế độ này. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, là khi mà chúng ta cất vào ba lô ấy, nếu mà chúng ta sợ bị đè nút lên đây ấy, thì anh em hãy tắt chế độ ấy đi nhá. Ok, nếu mà anh em thường xuyên cất vào ba lô. Còn với GoPro 10 ấy, thì họ cho chúng ta một cái hộp đĩa cứng như kia, hộp cứng như kia ấy, thì mình sẽ không phải lo nữa. Mình lúc nào mình để chế độ này thôi. Thi thoảng mình bỏ ra mình gắn lên mũ thôi, chứ mình không bao giờ mình vứt thẳng cái chiếc máy quay này vào ba lô cả. Một chiếc máy quay mà nó xương có 13-14 triệu đồng mà chúng ta quăng quật vào ba lô như thế thì cũng hơi bị sót đúng không anh em? Mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách nữa làm sao để cho máy quay mà nó không bị quá nhiệt anh em ạ. Thường ấy, nếu mà anh em quay ấy, anh em cầm như thế này, anh em đặt cái chế độ máy đúng như thế này và anh em bấm quay hay là đặt xuống bàn quay, thì chắc chắn là máy của em sẽ rất là nóng, và mình khuyến khích anh em không nên test máy như thế. Anh em hãy gỡ cái chân này ra. Anh em hãy gỡ cái chân này ra. Ở dưới nó sẽ có hai cái ngàm, hai cái chân như thế này để chúng ta bắt vào ngàm đúng không nào? Thì ở bên dưới gầm của máy nó sẽ có cái khe thoát nhiệt, thì anh em hãy gỡ cái chân này ra anh em nhé, để cho máy nó tỏa nhiệt ra phía bên dưới này, cho chúng ta một chiếc máy nó luôn được mát mẻ. Và luôn luôn là khi mà chúng ta bấm quay ấy, thì luôn luôn là gỡ cái này ra anh em nhé, gỡ cái này ra giúp mình, đừng bao giờ đậy nó lại, không máy chúng ta sẽ khá là nóng đấy. Thì hôm trước mình có quay một video 4K, nhiệt độ ngoài trời hôm đó nó khoảng độ 17-18 độ mà thôi, và mình có vào trong siêu thị mình quay, thì mình bấm máy liên tục trong khoảng độ 40-45 phút và quay chế độ 4K 30 fps anh em ạ. Thì máy nó khá là mát mẻ mà thôi, chứ nó không bị nóng đâu, nó chỉ gọi là hơi ấm ấm lên một chút mà thôi. Thì mình nghĩ rằng là anh em áp dụng cái cách này của mình thấy rằng là máy của chúng ta hoạt động vẫn rất là ổn anh em nhé. Đừng bao giờ đậy cái này lại, đừng bao giờ đậy cái phía dưới gầm này lại, nếu không là máy quay chúng ta sẽ bị khá là nóng đấy. Ok, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể tùy chỉnh các cái chế độ quay ở phía bên trong máy mà không cần thiết phải chạm vào màn hình anh em nhé. Anh em hãy giữ cho mình nút mode, đồng thời ấn vào cái nút quay phía bên trên này. Giữ nút mode trước nhá. Giữ nút mode, ấn. Đấy, nó hiện lên luôn đúng không nào? Rồi, bây giờ thì anh em chuyển qua các chế độ này, anh em sẽ chỉ cần ấn nút mode. Đấy, mode. Rồi, đúng không nào? Anh em muốn chuyển sang activity, anh em chuyển xuống đây này, dùng nút mode để di chuyển này, sau đó anh em ấn nút quay phía bên trên này để chọn vào chế độ đó. Đấy, như vậy chúng ta đã chọn xong rồi đúng không nào? Tương tự như thế, nếu mà em muốn chuyển qua chụp ảnh, chuyển qua chụp ảnh này. Chụp ảnh thì nó có khá là nhiều các chế độ đúng không nào? Em giữ nút mode, ấn. Rồi, như vậy là nó chuyển qua những cái chế độ như thế này. Chúng ta có thể tùy chỉnh ở phía bên trong này. Đấy. Rất là hay đúng không nào? Cái điều này thì nó sẽ rất là phù hợp với những anh em nào mà sử dụng các cái kết chống nước anh em ạ. Chúng ta sẽ không thể sử dụng được cảm ứng ở trên màn hình thì cái nút bấm tắt này nó sẽ có tác dụng rất là lớn cho anh em. Như anh em đang lặn biển chẳng hạn, đấy, nó sẽ rất là phù hợp anh em nhé. Ok, và như vậy là hết rồi. Đó là một số cái tip mình hướng dẫn cơ bản anh em mà thôi.